thiếu ngủ, mất ngủ, gây đau đầu và rối loạn tiền đình là bệnh lý mà hiện nay rất nhiều người gặp phải. Bởi trong não bộ của chúng ta có chứa một cái hàm lượng chất dẫn truyền thần kinh. Nó có nhiệm vụ điều hòa cái giấc ngủ đúng chu kỳ bằng cách nó sản sinh ra các hormone serotonin giúp ổn định nhịp sinh học cho cơ thể của chúng ta, để duy trì cái giấc ngủ của chúng ta được ngon, được sâu. Nhưng khi các bạn bị khó ngủ, mất ngủ, khiến cho cái hoạt động sinh học bình thường này bị suy giảm đi, thậm chí mất cái chức năng đó, khiến cho các dây thần kinh và các mạch máu xung quanh cái não bộ của chúng ta bị teo lại và bị chèn ép, gây ra các hoạt động bị trì trệ, từ đó gây ra biểu hiện đau đầu và nhức mỏi. Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Một chiếc xe thì định kỳ 3 tháng chúng ta sẽ bảo dưỡng một lần, nhưng cơ thể thì mỗi đêm cần phải bảo dưỡng một lần đấy các bạn. Và mỗi đêm các bạn ngủ sâu thì cơ thể mới có cơ hội tái tạo các tế bào và thải độc tố cơ thể ra ngoài. Vì thế những người ngủ ngon, ngủ sâu thì sáng dậy thường rất sảng khoái. Còn những người không ngủ được và mất ngủ thì sáng dậy thường rất mệt mỏi, uể oải, không muốn làm gì hết. Đó chính là biểu hiện độc tố còn trong cơ thể. Và nếu như độc tố cơ thể bị tích trữ lâu ngày sẽ khiến chúng ta xảy ra rất nhiều các bệnh lý như đau dạ dày, rối loạn tiền đình, béo phì, tim mạch, tiểu đường và huyết áp. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều những biểu hiện do mất ngủ gây ra như là stress, căng thẳng và trầm cảm nữa. Ở đây Lai Yến muốn chia sẻ cho các bạn biết rằng cái việc mà chúng ta bị đau đầu, mất ngủ, thiếu máu não và rối loạn tiền đình thì thường thuốc Tây không thể điều trị được. Vì thế, nếu bạn đang bị khó ngủ, mất ngủ và bị rối loạn tiền đình thì nhanh tay để lại số điện thoại để Lai Yến Team hỗ trợ. Bởi trong thời gian qua thì Lai Yến Team đã hỗ trợ được hàng ngàn người khỏi hoàn toàn các biểu hiện về khó ngủ và mất ngủ, giúp họ khi đặt lưng xuống giường là rơi vào giấc ngủ sâu. Và khi bạn tới với Lai Yến Team để được khỏi bệnh rồi á, thì bạn sẽ còn được tham gia những cái cộng đồng của những người đã có giấc ngủ ngon. Nhưng trong thời gian qua thì Lai Yến Team cũng chứng kiến rất nhiều người không có cơ hội gặp lại nhau nữa, bởi vì họ không quyết liệt giành giật lấy sức khỏe của mình. Bởi vì họ còn phải đắn đo, còn phải suy nghĩ. Và chúng ta chỉ cần đợi một giây suy nghĩ không quyết liệt thì cái giây đó sẽ quyết định là các bạn khỏe hay là chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Vì mất ngủ, khó ngủ dẫn đến rối loạn tiền đình càng làm cho chúng ta có nguy cơ đột quỵ. Và bạn sẽ hỏi rằng tại sao lại khỏi được, tại sao lại giúp bạn ngủ ngon và tại sao lại giúp bạn hết rối loạn tiền đình, đúng không nào? Bởi chúng tôi có một cặp đôi hỗ trợ điều trị một cách rất hoàn hảo mà cộng đồng vẫn quen gọi là cặp đôi hoàn hảo. Đó chính là sản phẩm thứ nhất, Bio Jingo, được chiết xuất từ lá bạch quả với hàm lượng cao và thiên nhiên 100% không có tác dụng phụ. Bên cạnh đó, với hàm lượng cao tinh túy từ bạch quả Bio Jingo này sẽ giúp máu lên não một cách nhanh nhất, giúp cho bạn có lại giấc ngủ ngon và đồng thời giúp bạn đẩy đi những gốc tự do mà trong quá trình chúng ta mất ngủ nó gây ra. Bên cạnh đó nữa thì còn kết hợp với sản phẩm thứ hai, Marine Omega. Đây là sản phẩm được chiết xuất tinh túy từ nhuyễn thể ở biển, nên nó sẽ giúp các bạn làm sạch mạch máu, sạch gan máu nhiễm mỡ. Khi mà máu huyết lưu thông thì bách bệnh tiêu tan, chính là nhờ sản phẩm Marine này. Và một điều đặc biệt tuyệt vời hơn nữa là chúng ta kết hợp cặp đôi hoàn hảo với nhau thì nó còn giúp chúng ta đẩy đi các gốc tự do, phòng ngừa ung thư và có làn da đẹp. Một cặp đôi mà chúng ta có được một sức khỏe hoàn hảo, có được một làn da đẹp, có được một sắc đẹp tuyệt vời thì phải gọi là cặp đôi hoàn hảo, đúng không nào? Nếu như bạn đang bị khó ngủ, mất ngủ, nếu như bạn đang bị rối loạn tiền đình thì còn chần chờ gì nữa? Để lại số điện thoại để Lai Yến Team gọi cho bạn và tư vấn đúng nhất với các vấn đề bệnh lý bạn đang gặp phải nhé. Và các bạn thân mến, Lai Yến Team chỉ tư vấn hỗ trợ cho những người từ 35 tuổi trở lên thôi nhé. Nếu bạn đang bị bệnh lý về khó ngủ, mất ngủ, rối loạn tiền đình và 35 tuổi trở lên rồi thì để nhanh tay số điện thoại đi ạ. Đừng quên chia sẻ video để giúp cho nhiều người cùng khỏe với Lai Yến Team nhé bạn. Và hẹn gặp lại các bạn khi chúng ta alo.